Xem tử vi năm 2023 cho quý bà tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Luận giải vận hạn tử vi Kỷ Mùi vào năm Quý Mão 2023 thấy rằng, đối với quý bà sinh năm 1979, mọi sự vận chuyển trong năm có sự biến động không tốt đẹp. Quý bà nếu có mưu cầu công danh sự nghiệp hay tiền bạc thường không đạt được mục đích, trở về gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra trong năm nay, tiền bạc làm ra thì ít mà phải tiêu pha nhiều. Kỷ Mùi đi nội chi thử tức chuột trong ruộng. Tuổi năm 2023, 45 tuổi, sanh từ ngày 28 tháng 1 năm 1979 đến ngày 15 tháng 2 năm 1980. Ngũ hành bản mệnh thiên thượng hỏa tức lửa trên trời. Cung phi nữ mạng, trấn mộc, tướng xương, tướng tinh. Xương con dê, tướng tinh con rùa. Sao hạn năm 2023, sao thủy diệu, hạn toản tận. Hạn tuổi năm 2023, phạm hạn tuổi hoàng ốc. Xem tử vi tổng quan đối với tuổi Kỷ Mùi nữ mạng vào năm Quý Mão 2023. Đối với quý bà sinh năm 1979, về phương diện công danh sự nghiệp, làm ăn có phần thua thiệt, mưu cầu công danh trở về thất bại, vướng nhiều khó khăn cản trở. Không chỉ thế, nữ mạng tuổi này năm nay dễ có xu hướng mở mang thêm công việc mới. Ngoài ra, phương diện tình cảm gia đạo xét thấy không thuận lợi. Vợ chồng, con cái dễ mâu thuẫn, bất hòa. Luận về thiên can của tuổi Kỷ Mùi nữ mạng vào năm Quý Mão. Thiên can Kỷ hành thổ gặp năm Quý hành thủy là tương phá. Công việc làm ăn trong năm nay không được tốt, nếu có sự thay đổi hay mở mang công việc, trở về thường khó đạt được kết quả như ý muốn. Thêm vào đó, gia đình nảy sinh những chuyện mâu thuẫn bất lợi giữa các thành viên. Ra ngoài cần phải chú ý tiền bạc bởi phải tiêu pha hao tán không ít. Luận về địa chi Mùi gặp Mão là mối quan hệ tam hợp. Vì vậy, trong năm nay, bản mệnh Kỷ Mùi có nhiều những thay đổi về tinh thần, được quý nhân giúp đỡ công việc khi xuất hành đi xa. Bên cạnh đó, có cơ hội mở rộng công việc cũng như đón hỷ tính trong gia đạo. Luận về ngũ hành bản mệnh. Ngũ hành hỏa gặp năm 2023 ngũ hành kim xét thấy khắc xuất. Chính vì thế, nữ mạng tuổi Kỷ Mùi sức khỏe không được tốt. Công việc gặp nhiều khó khăn, vất vả, tuy nhiên được mọi người tương trợ giúp đỡ mà đạt được kết quả như ý. Ngoài ra cần phải chú ý, tháng 8 âm lịch mọi việc đều bất lợi, bản thân gặp nhiều chuyện muộn phiền, tiền bạc bị hao tán trong năm. Luận về cung phi. Cung phi trấn hành mộc gặp năm tổn hành mộc xét thấy diên niên, trở về. Mỗi quan hệ được củng cố, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ mà mọi việc đều thuận lợi hành thông. Nếu có thay đổi trong công việc làm ăn, gặp khó khăn thì cũng hóa hung thành cát. Xuất hành đi xa nhận được nhiều điều vui may, tài lộc đưa tới. Xem tử vi năm 2023 cho quý bà tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Luận về sao chiếu mệnh. Sao thủy diệu tức thủy tinh. Thủy diệu rai rứt muộn phiền, gia đình tan tác rỗi ren không ngừng. Tháng 4, tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại lệ rừng chia lè. Nữ mạng Kỷ Mùi vào năm Quý Mão được sao thủy diệu chiếu mệnh, chủ về có tài lộc, hỷ sự đưa tới trong gia đình. Không chỉ thế, sau này còn mang lại năng lượng tốt nhất cho người mệnh mộc và mệnh kim. Tuy nhiên, hạn chế vào tháng 4, tháng 8 âm lịch cần phải chú ý hạn thị phi, tài tiễn, mất mát tiền của. Luận về hạn năm 2023, hạn toản tận tức đại hạn. Toản tận, hạn đến thình lình, đàn ông rất kỳ, bỏ mình nhiều khi. Toản tận họa gửi tai bay, phần thơ khẩu thiệt, tổn tài ốm đau. Trong năm Quý Mão gặp hạn toản tận chiếu mệnh, quý bà, Kỷ Mùi, trở về hao tổn tiền của, sức khỏe dễ bị đau ốm, bệnh tật.
Ngoài ra, chú ý dễ xảy ra tai nạn xe cộ mà nguy hiểm tới tính mạng hoặc vì tiền mà bỏ cả mạng. Luận về hạn tuổi năm 2023. Đối với quý ba tuổi Kỷ Mùi vào năm Quý Mão gặp hạn tuổi Hoàng Ốc, hạn này chủ về không tốt cho việc nhập trạch, nhà mới, gia đạo có nhiều điều kém may mắn, làm ăn không được thuận lợi. Vận niên năm 2023, vận niên kê giáp viên tức gà về vườn tốt. Vận niên này, hình tượng gà được thả vào trong vườn báo hiệu một năm thành công và no đủ. Bản mệnh được dự báo trong năm Quý Mão có tài lộc hoành phát, có lộc biểu tặng tiền bạc, tài sản. Không chỉ thế, công việc làm ăn tận tới, kinh doanh buôn bán thuận thành, xin việc hay xuất hành đi xa đều các loại. Sức khỏe khá ổn định, tuy nhiên cần chú ý hẹn về sông nước cầu pha. Ngoài ra được khuyên trong năm này không nên cho vay mượn nợ vì khó đòi lại. Nên chăm chỉ làm phúc giúp đỡ cho mọi người, sống trung thủy, kẻo mắc mưu kẻ xấu hoặc lợi dụng, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Luận về tử trụ. Tử trụ có thiên hư, địa sinh. Xét thấy trong năm sức khỏe của quý ba tuổi Kỷ Mùi không được tốt, nhất là các bệnh liên quan đến máu huyết kém lưu thông. Phương diện giao tiếp bạn bè, làm ăn với người tuổi này cũng phải hao tốn nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, gia đạo trong năm đón nhận tin vui, thêm con, thêm cháu trong gia đình. Xem tử vi năm 2023 cho quý ba tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 qua từng phương diện trong năm. Luận về phương diện tài chính. Quý ba tuổi Kỷ Mùi xét về phương diện tài chính trong năm Quý Mão không được tốt, hành thông tốt đẹp. Tiền bạc có sự tiêu pha nhiều vào công việc làm ăn cũng như trong cuộc sống gia đình hàng ngày. Năm nay cũng cần phải chú ý hạn về thị phi về tiền bạc đưa tới. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe trong năm của quý ba tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu không tốt, cần đặc biệt chú ý đến các bệnh về máu huyết kém lưu thông. Bên cạnh đó, xuất hành đi lại cũng phải chú ý xe cộ đề phòng, cẩn thận. Luận về phương diện sự nghiệp. Trong năm, phương diện công danh sự nghiệp của quý ba sinh năm 1979 được dự báo là vẫn phải nhiều khó khăn cản trở. Trong năm, nếu muốn mưu cầu danh lợi thì không nên tiến hành. Chủ về khó khăn bất lợi khó thành. Ngoài ra được khuyên trong năm này không nên thay đổi công việc làm ăn. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện này xét thấy mọi người trong gia đạo không được hòa thuận, dễ nảy sinh những mâu thuẫn bất hòa. Không chỉ thế, cần phải chú ý trong nhà xảy ra nhiều chuyện muộn phiền không tốt. Luận về phương diện ngoại giao xuất hành. Phương diện ngoại giao xuất hành không được tốt, khi xuất hành cần phải đề phòng có tiểu nhân quấy phá, đồng thời sức khỏe đau ốm bệnh tật mà ảnh hưởng đến công việc. Tham gia giao thông cũng cần phải chú ý xe cộ cẩn trọng. Luận giải lá số tử vi của quý ba tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 vào năm Quý Mão 2023 như sau. Tài cung chiếu mệnh có các sao: Thiên Việt, Tấu Thư, Đường Phù, Thiên Mã, Thiên Phúc, Tràng Sinh, Cô Thần, Tàn Môn, Tuần. Bộ sau này có tin vui về thay đổi công việc, thay đổi nơi ăn, chỗ ở, nhưng cần đặc biệt lưu ý có tang sự đưa tới trong gia đình hoặc anh em họ hàng. Tài cung xung chiếu có các sao: Đà La, Bạch Hổ, Quan Phù, Bệnh. Bộ sau này ra ngoài gặp bất lợi về sức khỏe, các mối quan hệ làm ăn không tốt, phải cạnh tranh đấu đá nhiều. Không chỉ thể xuất hành đi xa có nhiều bất lợi đưa tới, có hạn cửa quan pháp lý nên phải cẩn thận. Tài cung tam hợp có các sao: Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư, Đế Vượng, Lực Sĩ, Kình Dương, Quả Tú, Tiểu Khách, Triệt Mộ. Bộ sau này tiền bạc có sự hao tán, công việc làm ăn nên đề phòng có kẻ xấu phá hoại. Ngoài ra gia đình không hòa thuận, xảy ra những mâu thuẫn bất hòa, dễ có tan sự đưa tới. Tài cung nhị hợp có các sao: Quốc Ẩn, Nguyệt Đức, Tử Phủ, Lâm Quan. Bộ sau này nhận được sự hỗ trợ từ anh em, bạn bè, người thân mà mọi khó khăn đều vượt qua được. Tuy nhiên, trong năm, nếu có ý định mới hoặc mưu cầu công danh, sự nghiệp, gặp nhiều khó khăn, bất lợi.
kết luận. Qua luận giải lá số tử vi của quý ba tuổi Kỷ Mùi trong năm Quý Mão xét thấy, mọi việc không được tốt, làm việc gì cũng không được như ý, xảy ra nhiều chuyện muộn phiền. Bên cạnh đó, khi xuất hành đi xa gặp những bất lợi về sức khỏe, tiền bạc bị hao tán. Trong năm không nên mưu cầu công danh sự nghiệp hay thay đổi công việc. Xem tử vi năm 2023 cho quý ba tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng đầu xuân năm mới xét thấy không tốt, nguyên nhân là do xung quanh có người tìm cách cản trở hay phá hoại, gây ra những ảnh hưởng xấu tới kết quả của công việc. Tháng 2 âm lịch, tháng này quý ba có được tiến triển bình thường trong công việc làm ăn, ổn định, không xảy ra nhiều biến động. Tuy nhiên, đầu cơ trong tháng này không có lợi, dễ thua thiệt, thua lỗ, có phần về bản mệnh nhiều hơn. Tháng 3 âm lịch, tháng này xuất hành đi xa sẽ không thuận lợi. Sức khỏe, công việc trong tháng gặp nhiều vất vả, lại thêm không đạt được như kết quả đối với ý định ban đầu. Tháng 4 âm lịch, tháng này tình cảm gia đạo xét thấy không được tốt. Bên cạnh đó, người tuổi này cần phải đón nhận những chuyện muộn phiền đưa tới. Tháng 5 âm lịch, trong nhà có chuyện tàn sự xảy đến. Không chỉ thế, phương diện công việc cũng gặp những vấn đề khó khăn dẫn tới kết quả sẽ không được như ý định. Tháng 6 âm lịch, tháng này khá tốt, có tin vui đưa tới. Tiến hành công việc gặp nhiều điều may mắn, các lợi. Tháng 7 âm lịch, tháng này thấy rằng bản mệnh nhận được sự tương trợ từ quý nhân mà công việc nếu có vướng phải trở ngại cũng đều không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, tài chính trong tháng không tốt, phải tiêu pha nhiều khoản. Tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm lịch quý ba tuổi Kỷ Mùi không nên thay đổi công việc, đồng thời nên hạn chế xuất hành đi xa, bởi quý ba xuất hành trong tháng 8 âm lịch trụ về không được lợi, có nhiều cản trở đưa tới. Tháng 9 âm lịch, tháng này xét thấy phương diện công việc kinh doanh không được như kỳ vọng đã đặt ra. Không chỉ thế, phương diện tình cảm gia đạo các thành viên trong gia đình cũng thiếu hòa khí, xảy ra nhiều xung đột, mâu thuẫn. Tháng 10 âm lịch, có chuyện vui đưa tới trong cuộc sống gia đạo như hỷ tính cưới hỏi hay thêm con thêm cháu trong gia đình. Bên cạnh đó, công việc cũng đón nhận tin vui, các lợi. Tháng 11 âm lịch, tháng này bản mệnh phải chi tiêu nhiều tiền bạc vào trong việc mua sắm đồ đạc. Bởi trong gia đạo có sự sửa sang lại nhà cửa cũng như cần chi tiêu cho các khoản về tiền bạc. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Quý Mão, xét thấy không có những thay đổi, cơ bản mọi việc đều diễn ra bình thường, xuất hành ra ngoài, có chuyện vui đưa tới trong công việc. Qua luận giải 12 tháng trong năm Quý Mão thì quý ba tuổi Kỷ Mùi sẽ có các tháng tốt, đó là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Kèm theo đó là sẽ có 3 tháng 6 quý ba tuổi Kỷ Mùi cần phải chú ý, đó là tháng 1, tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Năm 2023, quý ba tuổi Kỷ Mùi cần phải hợp tác làm ăn với các tuổi sau đây để công việc thêm phần thuận lợi và hành thông hơn, để nhận được sự hỗ trợ từ họ, đó là tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 và tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Hưởng tốt xuất hành vào ngày mùng 1 Tết vào năm Quý Mão 2023 đối với quý ba tuổi Kỷ Mùi, nên xuất hành vào hưởng chính đông để nghênh tiếp tài thần từ lúc 11 giờ đến 15 giờ trưa tính theo giờ địa phương. Qua luận giải tử vi tuổi Kỷ Mùi vào năm Quý Mão xét thấy rằng, điều dễ nhận thấy trong năm đối với người tuổi này về phương diện công việc làm ăn, dễ xảy ra những thay đổi, có sự đầu tư nhiều tiền bạc vào làm ăn đi lại. Tuy nhiên, về phần gia đạo sức khỏe thì có sự cảnh báo không được tốt đẹp, do bị đau ốm, xuất hành đi xa, có người nói xấu mà vướng vào tranh cãi thị phi.